Hello, xin kính chào toàn thể anh em cần thủ nhé. Hôm nay là ngày 7 tháng 11 2024. Thì shop em Thái Cần Câu Nội Địa Nhật sẽ lên cho anh em một lô tổng hợp nhé. Lô lần này thì có cả cần phíp và gần carbon. Đấy. Thì phí ship mỗi đơn hàng là 40.000 trên một đơn. Và những cái cần mà cần tay rút mini á, cần tay rút mini này ngắn ngắn ấy, thì nó là phí ship 30.000, còn lại là phí ship cần dài thì phí ship 40.000 nhé. Và bác nào chuyển khoản thì em sẽ bao ship cho. Đấy. Tuy là hàng giá trị không cao, 1, 2, 300 ngàn cũng có. Nhưng mà các bác mà thiện chí chuyển khoản thì em vẫn bao ship cho nhé. Thì sau đây em sẽ vô chi tiết từng mã cho các bác nắm giá và tham khảo. Và bác nào đặt hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0866 700 856 hoặc là nhắn tin qua Zalo theo số đó cho em. Đấy. Bác đầu tiên là một cặp 2m7 nhé. Cặp 2m7 cần tay nhé. Cặp 2m7 cần tay. Mở về 2m7 nhé. Này 2m7 của Daiwa này. Hàng sản xuất tại Nhật này. Em đợi chút em lấy thước kẹp với lại cân em cân luôn cho. À, tiếp tới mã số 2 nhé. Mã số 2 này thì là hàng đẹp, cứng 4m2 nhé. Cái này cứng 4m2, 7 lóng. Mã số 2 này giá 200 ngàn nhé. Cái này mới đẹp. Mà các đầu lóng này nó được lại được bó sơ mi chống nổ lóng hết này. Đó. Đọt cái này là 0.9 ly nhé. Đọt 0.9 ly. Nặng 220 gram nhé. Nặng 220 gram. Nửa đọt là nó tháp đặc này. Nửa đọt là tháp sợi thủy tinh đặc này. Nó dẻo này. Dẻo này tầm 3-4H, 3H thôi nhé. Còn thân của nó thì cứng. Thân của nó cứng tầm khoảng 5H rồi. Nên là các bác đánh ra mồi rất là dễ. Và đánh cá lớn cũng ok nhé. Đánh cá lỡ cá vừa cũng ok nhé. Đấy. Chép chấm trôi nhỉ, vừa vừa lỡ lỡ là ok hết. 5-7 cân đổ lại, 5 cân nữa. Nói chung là các bác tùy thuộc vào các bác đánh, kỹ thuật đánh của các bác nữa, cho nên là cũng không khẳng định được là bao nhiêu cân đâu. Nhiều khi các bác mà biết dòng cá hoặc là vừa chơi vừa cảm giác ấy, đánh 5-7-10 cân cũng ok. Cái này là bẩn thôi nhé. Cái này là tùy thuộc vào kỹ thuật đánh nữa. Nhưng mà cái phôi này ok. Em thấy nó dày cứng. Nên là cần phíp đỏ nhé. Đấy. Phíp đỏ. Tiếp tới một cái cần phíp đỏ nữa này. Con này là 2m9 nhé. 12 lóng. 2m9, 12 lóng. Nó bị xấu cái tem này. Tem nó bị tróc tróc tí. Với chỗ này nó cũng tróc tí sơn đây. Còn lại trong mới đẹp nhé. Đó. Trong mới đẹp. Mà cái này nó lại ngắn này. Cái này bỏ bao đi chơi cũng được nữa. Có hơn găng tay đây. Đó. Nó tầm khoảng 30cm thôi nhé. Nó tầm khoảng 30cm thôi. Đó. Này là mã số 3 nhé. Giá 250. Cái này cũng cứng. Cân nặng của nó là 115 gram. Đọt nó mềm nhưng mà thân nảy cứng. Đọt 0.6 ly thôi. Đấy, đọt 0.6 ly nhưng mà thân nó cứng. Nó chỉ mềm 2-3 cái lóng ngọn như này này. Đó, anh em thấy không? Hai chủ yếu là mềm hai lóng ngọn là chủ yếu. Đó. Thân thì nó cứng tầm khoảng 5. Để em xem, em rảy xem. Hồi nãy em thử rảy nó. Cái này nó phải được 5H nhé. Đó, nảy lắm. 5-6H nhé. Cái thân nó phải 5-6H. Độ cứng action của nó cứng 73 nhé. 73. Này đánh rô chép ba cháy luôn, chấm trôi gì cũng được nhé. Còn mới đẹp. Nhỏ gọn bỏ bao. Bỏ cốp xe là vừa y luôn nhé.
có hơn 30 cm, hầu như là cốp xe nào cũng bỏ được. Cần phíp là số 3 giá 250. Và số 4 nhé. Và số 4 là một cặp 3m6 nhé. À, cặp 3m6. Thì, à, cặp 3m6 này cũng còn mới đẹp. Đọt này 0.8 ly nhé. Cân nặng này 164 g. Cặp số 4 này giá là 200.000 nhé. Một cặp 3m6 luôn nhé. Cặp mã số 4 giá 200.000. Thì cái này độ nầy của nó đọt thì nó tầm 22H, 23H thôi nhé. Để xem độ nầy của nó có mực mấy H. Độ nầy con này tầm 4H nhanh nhé. 4-5H. Nói chung là mấy cái dòng mà lông ngắn này nó độ nầy nó khá là tốt và thân nó khá là thẳng nhé. Đấy. Cái này cũng vậy. Cái này là của Uban nhé, Uban này là cần phíp nhé, không phải là cần carbon đâu. Nhiều bác cứ thấy đen đen tưởng carbon, không phải đâu nhé. Này là hàng phíp nha anh em, hàng phíp. Phíp pha một ít carbon thôi, nhưng mà các bác cứ bảo là carbon. Đấy, nhiều shop em thấy bán rồi. Em thấy bán cái cần này mà 400-500 ngàn. Có khách mua em chịu. Đây nó đen này đó, nó đen vậy đó, nhưng mà không phải cần carbon đâu nhá. Cái này cần phíp pha đó. Nó phíp pha carbon nhưng mà tỷ lệ carbon nó ít. Đọt cái này là 0.6 ly. Nặng là 142 g nhá. Thì cũng ai cũng bán theo cặp đó luôn. 36 luôn nhá. Cái này thì nó mềm hơn cây nãy. Cái này tầm khoảng 2H thôi nhá. Đấy. Thân nó cũng dẻo. Xong thân thì 50-50 nhá. Nửa thân trên nó hơi mềm. Đấy. Cặp mã số 4 này giá 200.000 nhá. Cặp mã số 4 giá 200.000. 36 luôn. Cái siêu phẩm của cần phíp nhá. Phíp như là hàng siêu phẩm nhá. Mã số 5 giá 300.000 nhá. Nó có hai đọt luôn. Đấy. Hai đọt 36, hai đọt nhá. Của thằng Cosi nhá, Cosi. 36 hai đọt, túi nút đầy đủ. Túi vải, túi như ấy này đều đầy đủ luôn nhá. Mới tinh. 36 nặng là 130 g này. Thu gọn 99 cm nhá. Có hai đọt. Đọt nó tầm khoảng 3-4H, 3H. Đấy, đọt này tầm 3H, 2-3H. Còn đọt kia nó tầm khoảng 5H, 4H, 5H nhá. Cái dòng phíp trong, phíp hồng giống như của thằng Daiwa. Cái này là của Cosi 3m6 mới tinh, hai đọt. Đọt này là tháp này. Đoạn này là tháp này. Tháp đây, tháp đặc này. Tháp sợi tinh đặc nó dẻo. Thân thì nó cứng nhá. Em xem cái độ nảy thân này. À, em đo đọt. Đọt này 1 ly 6 nhé. Đọt này tầm cỡ 4H. Con này tầm 4H thôi nha anh em. Tầm 4H thôi. Đấy. Thân thẳng này 4H. Mới tinh. Chưa sử dụng. Túi hộp nút đầy đủ. Đó. Còn đọt này tầm 0.8 nhé. Đấy, đọt tầm 0.8. Mã số 5 nhé, giá 300.000. Cần phíp nhé, phíp đỏ. Mã số 6, một cặp cần phíp nha anh em. Cặp cần phíp, cái này thì 3m9 và 4m rưỡi nhé. 3m9 và 4m rưỡi.
Cái này thì nó có chóc đây tí này và chóc đây chút này. Cái này là do nó quấn quấn cái sắt đó. Nó quấn cái sắt ở đây nó để nó quấn, khi nó câu xong nó quấn chỉ à, quấn dây câu vô đây, đây. Quấn dây câu vô trong cái móc sắt đó. Em gỡ ra. Cái này 3,9 m. Cái này 4,2 m nhé. Thì cặp này cần ship luôn nha anh em. Giá là 200.000 mã số 6 nhé. Phíp nhưng kiểu pha phôi dày đại này. Đó. Nhiều bác không biết để thuốc cho là carbon cũng mua. Đọt này tầm 2H thôi nhé. Đọt đó tầm 0.8 ly. À, cái này độ này khá là tốt nhé. Độ này tầm 4H. Độ này thân tầm 4H anh em. Thân thẳng. Cứng tầm 4H. Này cân nặng nó chỉ bị xấu cái lóng gốc thôi nhé, cân nặng là 167 gram. Rồi, tiếp tới một con 4,5 m nhé, 4,5 m. Con này của Olympic Korea nhé, Olympic Korea. Con này thì mềm, này tầm 2H, 0.7 ly nhé, con này 0.7 ly. Đọc tháp này hơi bụi bẩn nhé, về anh em tự vệ sinh nhé. Em cái này là bụi bẩn đây này. Đó. Về các bác lấy cồn lau là được. Đây này là bụi bẩn. Này cũng là cần phíp nhé. Này là kiểu nó câu bờ sông đó, cát bùn. Này tầm 3H thôi anh em ạ. 2,5 H 3H thôi. Này tầm 2,5 H 3H. Khá là nhún. Đấy, cặp cần phíp này cũng là 200.000 nhé. Cái này cân nặng là 200 g. Mã số 6 nhé. Cặp cần phíp 200.000. Một cây 3,9 m và một cây 4,5 m. Đấy, cái này lóng ngắn, cái này lóng dài. Tiếp tới mã số 7 nhé. Mã số 7 này cũng là một cần phíp giá 200.000 nhé. Đấy, nhưng mà cái này được cái phôi dày. Thấy không? Phíp đỏ nhé. Độ cứng nó tầm khoảng được 4H đó. Các bác đánh rô chép thoải mái luôn. Đó. Số 7 nhá, giá 200.000. Chữ tên chữ của nó chóc, nó bay màu hết rồi. Đó. Nó cũng có sức dăm tí này. Đó, sức dăm tí. Cái này chiều dài của nó là hình như là 5,4 m thì phải, để em đo cho. Đọt cũng khá là to nhé. Đọt nó 1,7 l á. Cân nặng là 320 g nhé. Cân nặng 320 g. 1,7 l. Để em xem coi nó được mấy hát. Phôi khá là dày và cũng hơi nặng một chút, 300 g, 320 g. Nó tầm 4H nha anh em, 4H. 4H các bác đánh rô chép cũng ok rồi. Không quá mềm, không quá cứng. Lóng trong thì cũng còn tương đối đẹp. Mã số 7 nhé. 5,4 m. Con này 5,4 m chứ. Để em xem. 5,4 m hay 4,5 m ta. Nhé. Con này 5,3 m. Mã số 7 này 5,3 m nha anh em. 5,3 m. 4H. Đánh rô chép. Tiếp đỏ. Tiếp tới là con 6,3 m. Của thằng Shimano nhé. Này của Shimano. 6,15 m nhé. 6,15 m. 6,15 m. Nặng là 440 g nhé. Này 1 kg là không biết là tải tĩnh hay sao. Đây nó ghi là 1 kg này. Em không đọc được cái chữ này. Thu gọn vào 136 cm. Cái này thì khá là cứng nhé. Của Shimano. Ôi trời. Cái này mã số 8 nhé, giá 600.000. Đấy, phôi này. Phôi này mới là chất lượng anh em ạ. Đó. Tuy hơi nặng một chút nhưng mà phôi này rất là dẻo dai nhé. Phôi này rất là dẻo dai.
phíp hồng nha anh nhé, gọi là phíp hồng. Đấy, nó trong, rất là trong nhé. Độ cứng con này phải được, để em xem, tầm khoảng 5 h. Em đo đọt cho nhé. Đọt này tầm khoảng 3-4 h thôi. Đọt là 1 ly 4 nhé. 1 ly 38, 1 ly 4. Đọt này tầm 3 h thôi. Đó. Nhưng mà thân của nó thì ok. Thân của nó được 4-5 h. Để em lôi thân nó ra cho. Thân của nó thẳng cứng. 6m2, 6m15. Thân nó thẳng nhé. Thân nó thẳng cứng. Độ này thân nó tầm khoảng 5 h. Nhưng mà cái đọt của nó thì được 3 h thôi. Cái đó, cái đọt nó không quan trọng lắm. Quan trọng cái thân đó. Đồ này thân nó tốt, anh em đánh cá nó lên thôi. Chứ còn mà đọt, cái đọt khi nó cá lớn thì nó cũng gị xuống này. Đó. Thì nó cũng, cái bề mặt sơn của nó cũng hơi cũ cũ theo thời gian thôi. Nhưng mà tổng thể thì còn đẹp. Cần cũ, cần phíp cũ. Đọt tuy 3 h nhưng mà thân thẳng này 5 h. Bác đánh cá lỡ cá vừa ok nhá. Cá lớn cũng được, dòng hơi lâu thôi. Cái vòng dòng phôi này đánh cũng rất là ok. Đấy, 21 feet. 6m15. Con này mã số 8 giá 300.000. À, mã số 9. Mã số 9 một con NFT cũng là cần feet giá 300.000 luôn. Cũng là 21 feet, cũng 6m3. Đó. Ôi, cũng là cái này hai đọt anh em ạ, hai đọt còn túi luôn. Đây, đây một đọt này. Đọt này cỡ khoảng 3 h, 3-4 h nhé. Đọt này cỡ 3-4 h, nhưng mà cái cần này cứng á. 1 ly 45 nhá, 1 ly 46 nhé. Còn một đọt trong này nó là 1 ly 7 nhé. Một đọt 1 ly 46, 1 ly 7. Cân nặng của nó là 500g tròn nhé. 500g tròn. Đấy, khá là nặng. Phôi này dày. Đấy. Cái đầu lõng thứ hai từ trên xuống là nó cuốn chỉ, nó quét keo đây nhé. Đấy. Em nhìn bên trong là nó không có dập vỡ đâu. Đấy. Đảm bảo anh em là không bị dập vỡ nhé. Đây là nó cuốn phòng ngừa chống đổ lõng thôi chứ còn. Em thấy nó không bị dập vỡ gì đâu nha anh nhé. Anh em cứ thông tin thì anh em cắt ra thôi. Cắt cái đoạn chỉ quấn đầu lóng đó ra thôi. Đó. Cần cũng còn ok nhé. Mới đẹp. Em xem độ này của nó. Độ này phải 5 h rưỡi. 5 h rưỡi, 6 h. Thân nó cứng ngắc. Nặng. Phôi dày, nặng, thân cứng. Đấy. Độ này là phải 5 h rưỡi, 6 h. Này phíp hồng nhé. Của NFT nhé. Cũng có xước sát bên ngoài một chút này. Ừ, ok. Phôi này là ok đó. Đó. Phíp hồng nhé. Còn mấy lông trong này là nó là sợi thủy tinh trắng trắng, hồng hồng đó. Này nguyên bản 100% hết nha anh em. Mã số 9 ra 300.000 nhé. Cũng là 6m3. Hàng NFT của Nhật. Thì các bác thích trải nghiệm những cái dòng cần phíp mà độ cứng như này thì các bác thử về trải nghiệm. Em thấy là đánh cũng ok, nhưng mà nó có cái nhược điểm là nó hơi nặng đó. Còn để mà chịu tải thì em thấy nó cũng rất là ok nhé. Không thua kém như thằng carbon đâu. Nhược điểm của nó là chịu tải, nó là nặng hơn carbon khá là nhiều. Rồi, tiếp tới mã số 10. Mã số 10 này giá 200.000 nhé. Con này là của Daiwa. Còn ISO nhé, ISO đọt 1 dài là 3m9. ISO đọt 1 dài 3m9 của Daiwa. Hàng nội địa Nhật, sản xuất tại Nhật nhé anh em. Gốc này cũng có xước xước dăm. Khoen Fuji, bát Fuji nhé. Phíp hồng,
quen Fuji, bát Fuji. Này về hạ cần tay đánh cũng rất là ok nhé. Còn mới đẹp ạ. Nó chỉ bị nóng gốc là xước. Mấy nóng trong thì còn đẹp. Độ này của nó tầm khoảng mấy hát ta. Độ này cái này nó tháo quen vô, tháo quen ra được tầm 3 hát. 3 4 hát, gần 4 hát. Các bác làm tay chữa máy hoặc về tháo làm cần đài hoặc cần đấy, hoặc là cần ISO nhé, ISO đánh biển cũng được, đánh bờ kè cũng được, tùy các bác sử dụng. 39 nhé, đấy. Cái size này giờ cũng khá là hiếm, và số 10 giá 200.000. Đó là cần phíp hồng nhé, mã 11 nhé, mã 11 là giá 350 nhé. Hàng này hàng carbon anh em, hàng carbon nhé, này hàng carbon. Đây là khoen bát Fuji, khoen bát Fuji cần Henchi nhé, 1m8, độ cứng 10-20. Còn này mã số 11 giá 350 nhé, mã 350, giá là 350, cần cũng còn khá là mới và đẹp. Có một đọt nó bị hụt mất khoảng 5-7 phân gì đấy, hụt mất đoạn đây, cho các bác đánh bè, đánh biển, hành cháp nhé. 350 hàng carbon. Rồi. Tiếp tới một con Ikada nhé, 2m1. Con Ikada 2m1 giá là 250.000 nhé, 250.000. Ikada này là gốc gốc phíp, đọt là đọt sợi thủy tinh đặc. Gốc phíp đọt sợi thủy tinh đặc nhé anh em lưu ý, giá 250, nếu mà gốc carbon thì giá 5-700 nhé. Đó. Đọt này đọt đặc nhé, đọt sợi tinh đặc 2m1. Đọt gì hả, quẹo. Ikada nhé. Anh em tút, anh em vặn nắp ra tút ra dắt nhá, chứ không phải là lôi lên đâu nhá, nó dắt đó. Vặn nắp lấy ra rồi anh em dắt vào nhá, giống như cần hai khúc vậy, chứ không phải là tút hẳn lên đâu. Cố lôi gãy khoen. Đó. Mã số 12 nhá, giá 250. Mã số 13. Mã 13 này cái cặp lỗi lỗi này bán carbon nhé, bán giá là 300.000 cho về các bác chỉnh sửa lại chơi nhé. Đấy. Em giới thiệu cái đầu tiên này đi, cái Daiwa này. Cái Daiwa này là cây bị gãy mất khoảng 20 cm nhé. Gãy mất khoảng 20 cm. Hàng carbon nhé nhé, Daiwa hàng carbon. Quen Fuji, bát Fuji nhé, gãy mất khoảng 20 cm. Cho nên là em thay cái đầu bu khác cũng là bu Fuji nhé. Về các bác vẫn câu bình thường được nhé, các bác lua hay lăng xê gì cũng được. Còn cái này thì nước sơn với lại quen nó hơi xấu nhé, nhưng mà sử dụng vẫn ok nhé anh nhé. Nó chỉ bị xấu thôi, về các bác lấy đánh lăng xê hoặc là lấy đánh lua cũng được. Cái này cũng 2m7 nhé, cái đó 2m7 nhưng mà bị gãy mất 20 phân rồi. Cái này cũng 2m7. 2m7 nhé, hàng carbon. Đó. Này nước sơn với lại cái khoen nó hơi xấu. Và cái bát này, thì cái bát này ngày trước nó bị kiểu nó bị lỏng á, xong rồi họ khoan hai lỗ này họ đổ keo vào á, nhưng mà giờ sử dụng vẫn ok nhé, nó cứng rồi. Còn không các bác cứ tháo hết ra rồi các bác thay khoen, thay bát nhé. Nhưng mà để về sử dụng cũng được, bởi vì nó xấu. Còn các bác nào muốn chỉnh sửa lại thì phải lấy cái phôi thôi, lấy cái phôi lên sơn lại cần, rồi là thay khoen, thay bát, làm lại như mới luôn thì được. Nhưng mà cái phôi này em thấy nó ok nhá, phôi này độ cứng tầm khoảng MH đó. Cho nên là các bác có thể lấy đánh lăng xê cũng được và đánh lua cũng được.
bị xấu quen và xấu phôi nhá. Cái lớp sơn của nó hơi cũ này. Nhưng mà phôi thì phôi dày cứng nhá. Nên là em sẽ bán rẻ cho các bác về chơi nhá. Đó. Không phải, nếu mà các bác muốn đẹp thì các bác về xử lý nhá. Cặp này giá 300 ngàn mã số 13 nhé. Con đai hoa này thì ngon này, đai hoa này nhẹ không à. Nhưng mà nó bị gãy mất khoảng 20 xăng rồi. Đó, hàng carbon nha anh em. Rồi, tới một con hàng carbon máy ngang, lua máy ngang hàng carbon đai hoa. Con này mới chưa sử dụng nhé, hàng trưng bày. Con này mã số 14 giá là 1 triệu mốt nhé. Dài là 2m1, 2m08, 2m1. Nó ghi là độ cứng MH nhưng mà thực tế nó phải trên M một chút thôi nhá, gần MH, chưa tới MH đâu. Cho nên là anh em phù hợp cho các bác đánh lua lóc, lua chẽm. Nó ghi là MH đấy, nhưng mà nó là lua từ 7 tới 21 gram. Made in Việt Nam nhá, lai từ 8 tới 20 pound nhá. Độ cứng này phù hợp cho các bác lua lóc, lua chẽm đấy. Độ cứng hơn M một chút thôi. Carbon hai da này. Trên là carbon vân xoắn vòng nhé. Mới tinh. Để đóng cái cửa bớt xuống, nó lóa quá. Máy ngang nhé, con này 2m1 máy ngang. Đây qua, rất là mới, đẹp. Sản xuất tại Việt Nam nhé. 2m1, cứng M, hơn M một chút thôi. Độ cứng này tầm hơn M một chút. Lua lóc, lua chẽm, lùa nhái hơi, nhái thật đều được. Rồi, tiếp tới mã số 15 nhé. Một con cần carbon của Majorat. Mã số 15. Cần carbon của Majorat. Mã số 15 của Majorat nhé. Quen full six nòng súng nhé. Đó. Full six nòng súng. Ngày độ cứng tầm khoảng ML thôi nhé. Hơn ML một chút thôi. Con này rất là mới. Quen full six. Dòng Grotta này, dòng đời đầu này cũng sản xuất tại Nhật nhé. Nó không ghi made in đâu. Còn những cái dòng mà nó sản xuất tại Trung Quốc hay là Việt Nam nó sẽ ghi là made in Việt Nam nhé. Đó. Có cái quen đề ba này là cái màu xám này này, nó bị chóc là chút ở cái miệng này, này. Đó. Miệng đấy. Bên trong nó là cần là thép nhé, thép chống gì á. Đấy, thép chống gì nhé, kiểu này nó câu nó hay cạ lên trên cái vận chuyển đó, hay là câu nó hay cạ cái mép vành như này, để nó chóc ra đây tí thôi. Đó, bên trong nó là thép chống gì, bu phui xích chống xoắn luôn nhé. Thông số của nó là 902 nhé, 2m7. Lùa từ 5 tới 28 gram. 5 28 gram thì trên ML một chút. Tiệm cận M đấy. Không, nó không ghi chịu tải nhé. Nó ghi là tải BE là 1.5, 0.6, 1.5. Tải BE đó là cái lực tải nhé. Chứ không phải là nó bắt buộc anh đi dây BE là 1.5 đâu. Nghĩa là cái lực tải của nó là 1.5. Bé. Độ cứng này nó tầm khoảng trên ML một chút thôi. Phù hợp cho các bác đánh lua lóc, lua chẽm hoặc là câu mực cũng được nhé. 2m7. Nó cần carbon nhé, của Majorat. Mã số 15 giá là 1.400.000. Mã số 15 giá 1.400.000 nhé. Đấy. Mã số 16 này là một con cần phíp nhé. Cần phíp là
1m8 nhá, độ cứng ML. 1m8 độ cứng ML. Con này mới. Con này cũng mới. Con này hình như chưa sử dụng thì phải. Đây nó có chỉ chảy tí sơn đây. Con này mới tinh nhỉ. Và số 16 này giá 200 ngàn nhé. Cho các bác về lô lóc cũng được nhé. Lô lóc, lô sộp ok nhé. Hoặc là về các bác câu rô, câu chép gần ao, gần nhà, ao nhà nhé. Đấy, 1m8. Thương hiệu của Silver. PG, hàng FIP nhé. Quen bát hãng hết, quen xứ. Về các bác có thể lấy đánh lua lóc, lua sộp, rồi câu rô, câu ao, câu chép trong ao nhé. Câu ML, cứng ML thì nó lua nhái hơi, cá sắt. Mã số 16 nhé, cần phíp giá 200 ngàn. Mã 17 nhé. Mã 17 một con cần carbon, carbon và dòng UL nhé. Đấy, dòng mới đẹp. Làm một cán quá là đẹp. Mã 17 này giá 400 ngàn nhé, cần 2 khúc. Khoen hãng, bát hãng. Thì cái dòng khoen này khoen trên cao nhé, giống y chang cần y chang khoen Fuji luôn, nhưng mà không phải là khoen Fuji, khoen hãng nó sản xuất đó. Thì em nhìn cái khoen này tưởng khoen Fuji này, nó thật ra là em mua cây, em đấu cây cần này về cũng 500 ngàn đó. Em tưởng là khoen Fuji thì về bán mà nó về là khoen này là khoen, nhìn kiểm tra kỹ thì nó là khoen Fuji, khoen thường của hãng sản xuất thôi. Cho nên là em cái này là em ăn lỗ đấy nhá. Mã số 17 giá 400 ngàn nhé. Đọt này là đặc, đọt carbon đặc. Đọt carbon đặc nhá anh em. Khoen này khoen khoen hãng, bát hãng. Cần đọt cần rất là mới nhá. Đó, giá 400 ngàn. Đó, nhiều khi mua phải bán lỗ. Thương hiệu Si Lưu Giang này. Này là bao nhiêu đây, 68UL, 168UL à? Có phải 1m8 không ta, có mét mấy không, hay là mét 7 không? Con này mét 7 anh em, con này 1m7 nhé. 1m68 1m7. UL nhá, dẻo. Rồi. Tới một con cần hàng made in Japan nhá. Khoen Fuji. Đấy. Khoen Fuji này là Fuji sư sám. À, Fuji Anconai nhá. Fuji Anconai. Fuji Anconai chân sám bạc. Đấy. Cứng M 2m7 của made in Japan nhá. Made in Japan. Hàng rất là mới nhá. Mới đẹp. Lua từ 8 tới 38 gram. N M thì hơn M một chút nhá, tầm hơn M một chút đấy. Dây đai nguyên bản của nó, dây đai nhà sản xuất luôn nhá. Hàng reo thau nhá, reo thu. Còn mới tinh, trên 90%. Phôi này gọi là phôi bông xoắn. Khá là đẹp. Độ cứng 2m7, chiều dài 2m7, độ cứng M. Rất là phù hợp cho các bác đánh lóc sụp, lóc bông sụp. Hoặc là chém. Ok nhá. Bát nó cũng đẹp. Made in Japan. Số 18 nhá, carbon xoắn. Made in Japan. Giá là 1 triệu 500 ngàn. Bu này bu phui xích nhanh nhá, bu phui xích nhá. Bu này bu xích nhá. Rồi, tới mã số 19 giá 300 ngàn, hàng carbon nhá. Cái nào carbon thì em báo là carbon, cái nào phíp em sẽ báo phíp. Cái này thì là khoen bát hãng nhá.
khoen bát hãng. Đây là khoen bát hãng. Đó. Hãng của Prorimi này, độ cứng UL nha anh em. Cái này UL 2m7, độ cứng nó ghi là ML nhưng mà thông số lua và cần nó mềm nó chỉ UL thôi nhá. Nó thì 0.8 tới 7 gram thôi. 0.8 tới 7 gram. Lua lai từ 2 tới 6 pound nhé. Khoen bát hãng thì cái chân khoen này nó sơn đen, nó bị chóc chóc cái sơn đen thôi nhá, chứ không bị phải chứ không phải bị xỉ sét đâu nhá, nó bị chóc cái sơn đen nữa. Đó. Cứng UL nhá. Đó. Bác cầu suối. Cầu kiểu Ultralight nhá. Giá 300 ngàn hàng carbon của Prorimi. Cái này nó đánh sơn, nó đánh sơn chóc khô luôn. Rồi, tiếp tới mã số 20 nhé. 20 là một con cần này thì đa dụng nhé. Các bác đánh lăng chê hay lua cũng được. Phôi nó rất là nhẹ nhé. Nó nhẹ chỉ 170 gram thôi. Carbon là carbon 2 da này. Đó. Carbon 2 da nhé. Mã số 20 giá 800 ngàn nhé. Mã 20 giá 800. Đấy, carbon 2 da. Dài 2m1. Dài 2m1. Của thằng Daiwa. Daiwa này sản xuất tại Taiwan nhé, xuất Nhật tem vàng. Độ cứng để mà so với lăng xê thì nó tầm khoảng cứng tầm 30 nhé. Còn độ cứng mà so với lại cần lua thì nó cứng tầm M nhanh nhé. Cứng tầm M. Các bác và phôi hay da cho nên là nó khá là khỏe nhé. Các bác có thể đánh lăng xê, đánh lua. Đấy. Hoặc đánh lóc mùi hơi nhái giả hay là nhái thật đều được. Đó. Các bác mà muốn đi dây ngon hơn nữa thì các bác thay bộ khoen chân cao vào nữa thì quá quá đẹp luôn. Đó. Phôi này khỏe nhanh nhé, phôi này rất là khỏe. Đó. Mà 20 giá 800 ngàn nhé. Rồi, tiếp tới là mã số mấy này, mã số 21 nhé. Mã 21 này giá là 1,5 triệu anh em. Con này carbon 2 da của thằng Daiwa Hoderlock, cứng 120, dài 2m7 nhé. Con này phù hợp cho các bác đánh răng xê, đánh biển hoặc là chim cha sông hồ á, đánh bạo lực. Daiwa Hoderlock. Khoen là khoen cầu biển nhé. Cần cũng còn mới đẹp đó. Carbon 2 da. Khoen bu phui xích nhé. Bu phui xích. Hai mét bảy. 2m7, mã số 21 nhé, giá 1,5 triệu, cứng 120. Các bác đánh đánh đáy biển hoặc là đánh đáy đánh thuyền, đánh ghe hoặc là đánh lăng xê sông hồ, đánh chim cha nhé. Đó. Cứng khá là ok, cứng 120, giá 2m7. Tiếp tới một con cần Daiwa nữa nhé. Đấy, con này Daiwa 2m4. Này cho anh em đánh lăng xê hoặc là đánh bè, đánh biển nhé. Mã số 22 ra 750 ngàn. 750 ngàn mã số 22. Khoen là khoen Fuji sư sám, bát Fuji ngọn này là ngọn, không biết là ngọn đặc, ngọn đặc nhưng mà không biết là carbon hay là đoạn sợi tinh đặc. Nó tháp ở đây này, nó đan một lớp da, hai da đây nữa này. Đó, quá là đẹp nhá. Nên là nó chịu lực rất là cao anh em, bu phui xích nhá. Cái này các bác đánh lăng xê thoải mái luôn nhá, bao các bác cào cá luôn. Đấy, hoặc là các bác đánh đáy hoặc là đánh bè, đánh thuyền nhá. Cái này thì nó chuyên sản xuất cho đánh thuyền, đánh bè.
Mã số 22 giá 750 ngàn. Mã số 23. Mã số 23 là một con cần carbon nhé, carbon. Carbon này nó là hàng 2m7 nhé, 2m7. Carbon hai da nhé, 2m7. Nặng là 360 gram này, tôi gọn vào 142 cm. Nó có 3 đọt nhé, một đọt là 1 ly 6, một đọt 2 ly 1, một đọt là 2 ly 3 nhé. Đấy. Gốc của nó là 23 cm, 23 mm, hai lóng, hai lóng, nghĩa là hai lóng ba ngọn nhé, hai lóng ba ngọn. Cái này độ cứng của nó là 30 tới 50, độ cứng 60 tới 80, độ cứng 100 tới 120. Carbon này là carbon hai da, nhưng mà nó là đọt, nó là tháp sợi tinh đặc, cho nên là cái tỷ lệ phần trăm sợi tinh nó 35% nhé. Còn carbon nó là 65%. Giá mới của nó là 20.000 yên nhé, của Smarta nhé, thương hiệu Smarta này. Giá mới 20.000 yên, nó cũng gần 4 triệu á. Là mã này, mã số 23 giá 1 triệu nhé, em bán lại giá 1 triệu nhé. Con này cũng còn rất là mới nhé. Đấy, cái đọt này nó tháp, tháp sợi tinh đặc nhé. Tháp sợi thủy tinh đặc. Đấy. Nên là cái chịu lực của nó rất là cao nhé. Nên là cái tỷ lệ phần trăm sợi tinh nó cao hơn một chút nhé. Nó là 35% này. Đó là hàng carbon nhé. Đây. Carbon da rắn rất là đẹp. Hai da nhé. Cái này đó là 30 50 này, 60 80 này, 100 120 này. Đó. Khoen bát Fuji. Khoen Fuji sứ xám. Đọt này, mấy cái đọt mà màu này là đọt đặc, sợi tinh đặc nhé. Đó. Còn hộp đàng hoàng nhé, còn hộp nhưng mà túi nó mất nữa. Em sẽ vẫn gửi hộp cho các bác, các bác nào mua thì em vẫn gửi hộp. Giá mới cũng khá là cao nhé, gần 4 triệu 20 ngàn yên, 3,5 triệu, 3,5 triệu, gần 4 triệu. Mã số 23 nhé, con này giá 1 triệu nha anh em. 24 này là một con cần Ryobi nha anh em. Ryobi là 2m1, sản xuất tại Korea nhé, sản xuất tại Korea, hàng carbon nha anh em. Con này mã số 24 giá 400 ngàn nhé. Con này độ cứng tầm khoảng 560 nhé. 560. 50-60 nhé. Cái này thuộc dòng Henchi cứng. Henchi cứng, nhưng mà các bác lấy đánh lăng xê hoặc đánh bè, đánh biển là ok nhé. Khoen bát Fuji nhé. Dài 2m1. Đánh lăng xê cũng được nhé. Nó cứng. Tiếp tới mã số 25 nhé. Mã 25 là cứng 50 dài 2m1 này. Đấy, mã 25 cứng 50 dài 2m1 nhé. Con này mới đẹp lắm. Anh em đánh lăng xê. Hoặc là anh em mà về mà thay khoen chân cao lên đánh lua cũng được, phôi nhẹ. Một số chân nó bị nước biển nó ngấm vô á, nó bị vàng vàng cái keo. Nó bị vàng cái keo ấy nhá, chứ không phải là bị sét đâu. Vàng cái keo. Khoen Fuji, bát Fuji nhá. Khoen bát Fuji hàng carbon nhá. Hàng carbon khoen bát Fuji. Đó. Cứng 20 tới 80 này. Bu phôi xích nhé, khoen là khoen Fuji sứ xám, sứ nâu. Đó.
các bác về mua về đánh răng xê cũng được. Cứng 50 thì phù hợp cho các bác đánh răng xê sông hồ nhé. Ao nhà cũng được. Cứng mã số 25 giá là 450 ngàn nhé. Mã 25 450 ngàn. 26 á. Còn cứng 30 dài 3 mét nhé. Cứng 30 dài 3 mét. Action 55 à. Đó. Khoen là khoen phui xích 3 khúc. Mã số 26 giá 900 ngàn nhé. Có thằng Daiwa. Daiwa đúng rồi. Đáy qua nhé, 3 mét này. Đáy qua China sản xuất nhé. Đây xì này. Đọt của nó là 1.6 ly, gốc của nó là 17.6 ly. Nặng là 235 gram nhé. Bộ khoen khá là chất lượng. Quen Fuji, bát Fuji, chung là mềm, các bác về cứng 30 thôi nhé, cái này cứng chỉ 30, các bác phải đánh chép, rô hoặc là đánh gần tay cũng được, đài, đài qua nhé, 30, 3 mét, hoặc là các bác đánh bè biển thì cũng được nhé, 30 dài 3 mét, hoặc sản xuất tại China này. Ba khúc. Quen phu xích nhé. Giá 900 ngàn mã số 26. 27. 27 một con cần carbon nữa nhé. 27 cần carbon. Con này cũng còn mới tinh. Đó, khá là mới nhé. Quen Fuji cầu biển. Bát Fuji. Đó, quen Fuji cầu. Bát Fuji. Mã số 27 giá là 1.200.000 nhé. Cái dòng này dòng của Mamiya Olympic nhé. Centurer của Olympic, Centurer của Olympic. Đấy. Con này sản xuất tại Korea nhé, Min Korea của Hàn Quốc xuất Nhật. Cứng 120, dài là 2m4. Ken cầu biển, bu bu này bu phui xích nhé, bu phui xích. Khoen này khoen Fuji cầu biển sư sám. Các bác đánh lăng xê sông hồ chim cha đánh biển đó, cứng khá là tốt, giá hợp lý nhé, 1.2 triệu, giá 1.2 triệu nhé. Đó. Mà nó tiếp tới một con cần hàng hiếm nhé. Carbon xoắn gân. Đoạn này cứng hai cứng 150, dài 2m4 nhé, hai đọt. Nó một đọt là 100, đọt này chắc tầm 100-150 á. Đọt này tầm khoảng 80 nhé, đọt này tầm 80. Đọt này tầm 80. Nó hai đọt. 2m4 3 khúc hai đọt. Đó. Nhìn cái carbon nó quá đã luôn rồi. Mã số 28 nhé, giá là 1.400.000. 28 giá 1.400.000 nhé, cũng còn mới đẹp. Bon gân, kiểu gân hai da, nó nổi gân lên nhìn cực kỳ đã luôn. Bát Fuji Japan, quen Fuji sư sám nhé. Con này cũng còn mới, của Olympic. Mét 4 nhá, nhỏ gọn 3 khúc 2 khúc rưỡi. Mã số 28 giá 1.4 triệu nhá, hàng carbon gân hai da, gân xoắn gân hai đọt, đọt cứng 80, đọt cứng 200-250. Rồi, tới một con cần phíp cần cứng nhá, hai khúc phíp cứng, phíp đỏ cứng
khoen Fuji. Fuji bản dày đời đầu nhé. Đấy. Đóng chữ Fuji ở đây này, đóng chữ F ở đây này. Chữ F ở chỗ chân đây này. Chữ Fuji luôn nhé. Bát Fuji, khoen Fuji. Dòng này dòng dòng cầu, dòng bản to đánh biển đó. Đó, dòng này dòng bản to đánh biển nhé. Cái này nó hơi chóc sơn tí thôi. Hơi chóc sơn tí chỗ này thôi. Lại thì phôi nó cũng ok nhé. Con này sản xuất tại Hàn Quốc. Cứng 120 dài 2m4 nhé. Cứng 120 dài 2m4. Đó, cũng còn mới đẹp. Cứng 120 dài 2m4 luôn. Con này mã số 29. Mã số 29 giá 400 ngàn nhé. Giá 400. Con này 3m1 nhé. Con này 3m1. Nó cứng tầm khoảng 450 nhé. Cứng tầm 450. Đó. 3m1. Con này giá 200 ngàn nhé. Qua về đánh lăng xê. Khoen này khoen Fuji đời đầu nhé. Bát này bát inox. Mã 31. Mã 31 này giá 300 ngàn nhé. Con này còn túi của Olympic luôn. Con này mới sao. 3m3 nha nha. 3m3. Nặng là 505 gram. Cứng 20-25. 20-25 này là chắc là cứng, cứng của thằng ấy. Cứng của thằng cứng này tầm khoảng 450 nhé. 450 nha nha. Cứng tầm 450 á. 20-25 là so với lại tần xúc á. Ba khúc. Đúng rồi. Cái này 20-25 là cần súp á. Nhưng mà đồ cứng cho anh em đánh lăng xê tầm khoảng 40 nhá, 450 á. Cần lăng xê á. Con này cần mới. Hàng để lâu nó bụi bặm dính. Cái này cái nắp đít nhựa. Còn đẹp. Con này sản xuất tại Hàn Quốc, 3m3. Olympic. Cái này cái giấy dán tiền hay sao đó. Đó, mới đẹp. Về bác đánh lăng xê 3m3 nhé. Và đánh bãi biển cũng được. Bãi thì nó bạt nó không được xa lắm. Nói chung đánh lăng xê thì ổn hơn nhá. Đánh xanh lăng xê đánh ngâm. Mã số 31 nhé, giá 300 ngàn. Mà 32 này giá 300 ngàn nhé. Con này thì cứng hơn. Con này 39 hàng súp nhé. Của Daiwa. Con này độ cứng tầm khoảng 25 nhé. Đấy, độ cứng tầm khoảng 25 so với cần súp. Phôi là phíp hồng nhé. Phôi phíp hồng. Phôi này đánh rất là ok. Cần còn mới đẹp. Khoen Fuji. Sứ trắng đời đầu. Bát Fuji FS7 3m9 nhé. Đầy hoa. Thì con này anh em lấy về đánh bạc bãi, đánh đầu cần ok nhé. Hoặc là bác có thể đánh mè, đánh miếc ở đập lớn ok. Thì bác nào lấy cái nào cứ liên hệ với em theo số điện thoại là 0866 700 856 nhé. Hoặc là nhắn tin qua Zalo theo số đó cho em. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong clip sau nhé.